Phòng Cảnh sát Môi trường Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố đã bất ngờ kiểm tra chợ Phùng Khoang, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội và phát hiện hơn 1 tấn thịt heo bệnh chết ôi thối đang được phân hủy đưa đi tiêu thụ. Đáng lo ngại, số thịt heo nguy hại này đang được một số tiểu thương phù phép biến thành thịt tươi ngon, chuẩn bị đưa ra bán tại chợ Phùng Khoang. Kiểm tra và khai thác tại chỗ, hai đối tượng là Hoàng Văn Chí, 28 tuổi và Nguyễn Khắc Sáng, 43 tuổi, đều trú tại Mỹ Hào, Hưng Yên, khai nhận đã thu gom số thịt heo bị bệnh, bị chết của một số người dân sống ở địa phương và mang về chợ Phùng Khoang để tiêu thụ. Lực lượng chức năng đã tiến hành tịch thu và tiêu hủy toàn bộ số thịt bẩn, thịt nguy hại trên.